Lý do không nên ăn tối sau 7 giờ, ăn tối quá muộn khiến cơ thể không có đủ thời gian xử lý thức ăn, làm tích trữ chất béo không lành mạnh, dẫn đến tăng cân và béo phì. Tăng cân, khoảng thời gian từ bữa trưa tới bữa tối quá dài khiến cơ thể bị đói, mệt mỏi, khiến bạn ăn nhiều hơn trong bữa tối. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất của cơ thể có xu hướng diễn ra chậm hơn vào cuối ngày vì vậy, ăn tối quá muộn và quá no sẽ khiến hệ tiêu hóa hoạt động quá tải, thức ăn nạp vào không thể chuyển hóa thành năng lượng mà sẽ chuyển thành các chất béo không lành mạnh, dẫn đến việc tăng cân và béo phì. sẽ mắc các bệnh về tiêu hóa, ăn tối quá muộn khiến hệ tiêu hóa không có đủ thời gian để xử lý thức ăn, sẽ dẫn đến các vấn đề như ợ nóng hay trào ngược axit dạ dày khi thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết mà bạn đã đi ngủ. Acid trong dạ dày sẽ trào ngược lên thực quản, gây khó chịu, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Gây căng thẳng, ăn tối muộn khiến cơ thể sản sinh hormone gây căng thẳng, adrenaline, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ và tăng cảm giác thèm ăn. Khi không được đi ngủ đúng giờ, nhịp sinh học bị thay đổi, cơ thể sẽ mệt mỏi trong nhiều ngày, ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới tim mạch và huyết áp. The hue, thói quen ăn tối muộn khiến hàng triệu người Anh đứng trước nguy cơ lên cơn đau tim. Các chuyên gia tim mạch tại Đại học Tuskegee đã theo dõi hơn 700 bệnh nhân bị huyết áp cao để nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian ăn và chế độ ăn uống lên sức khỏe của họ. Kết quả cho thấy ăn tối muộn có ảnh hưởng khá lớn đến huyết áp. Thông thường khi đi ngủ, huyết áp giảm xuống khoảng 10%. Trong số những người ăn tối trước khi đi ngủ 2 tiếng, có đến 25% trên tổng số huyết áp không thể hạ xuống. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 14% với những người ăn tối sớm. Ăn tối quá muộn khiến huyết áp không thể hạ xuống bình thường vào ban đêm, làm tăng nguy cơ đau tim. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời gian lý tưởng cho bữa tối với người lớn là trước 7 giờ để cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn trước khi đi vào giấc ngủ.